Xin chào các bạn. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia cái buổi diễn đàn mình trò chuyện về cái đề tài là làm sao các công ty đa quốc gia có thể phát triển đào tạo cũng như là tạo điều kiện cho các nữ tài năng có thể tham gia vào các cái vị trí lãnh đạo cao cấp ở trong tập đoàn. Những cái kinh nghiệm của tôi khi làm việc trong nước cũng như là ngoài nước thì hy vọng sẽ chia sẻ được với các bạn những cái lời khuyên thú vị để các bạn có thể ứng dụng trong cuộc sống. Thì trước tiên, khi làm cái người lãnh đạo thì đây là một cái sân chơi hết sức là sòng phẳng, không phân biệt giới tính. Bởi vì đó là một cái mission khi bạn lãnh đạo một công ty thì bạn cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ mà cả một cái organization họ trông vào bạn, họ chờ bạn để có thể giúp cho họ có những cái decision cũng như đạt được cái mục tiêu cao nhất của organization. Thứ nhất, phải chọn một cái nơi làm việc, một cái môi trường làm việc nó có thể giúp cho mình sáng tỏa nhất bằng hết tất cả những cái tài năng của mình và tạo điều kiện để cho mình phát triển. Điểm thứ hai, đó là mình rất rõ ràng về cái mục tiêu của mình trong từng giai đoạn và đừng có đánh đổi, mà mình phải có một cái kế hoạch để mình có thể đạt được cái mục tiêu kép. Và điểm thứ ba, đó là cái cơ hội nó chỉ đến cho những ai sẵn sàng. Cho nên bạn phải rất là well planned và bạn phải more visible và proactive để bạn có thể compete với những tài năng khác, để bạn chứng tỏ việc mình xứng đáng với những cái vị trí quan trọng ở trong một organization và vẫn được hậu thuẫn của gia đình. Thì đó là những lời khuyên của tôi với các bạn. Một vài những cái điểm qua những cái gì mà GSK có thể đã đạt được và đang hướng tới. Cái tỷ lệ mà chúng tôi đặt ra phải đạt được cho năm 2022 là 37%. Nhưng đến năm 2020, mới năm vừa rồi, chúng tôi đã đạt được 38%. Vì vậy, chúng tôi đã xét ra một cái goal mới, đó là đến năm 2025 thì chúng tôi phải đạt được là 45% cái tỷ lệ nữ lãnh đạo ở những cái vị trí cấp cao như là Vice President của tập đoàn. Thì tôi cũng là một trong những cái thành viên đóng góp vào cái tỷ lệ cao như thế trong năm vừa rồi. Và tôi cũng rất là khuyến khích tất cả các bạn hãy hết sức là dũng cảm và hết sức gọi là đặt ra những cái mục tiêu tham vọng để có thể đạt được ở những cái vị trí đó trong cái sự nghiệp.